Xin chào mừng các bạn đã đến với Spy Room và đây là bài viết Tại sao bạn lại thu hút hoặc bị thu hút bởi người không dành cho bạn của Mystic Cat Lady đăng trên spyroom.com. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi, chúng ta hãy bắt đầu bài viết này luôn nha. Bạn có thấy kỳ lạ không? Rằng bạn tự nhận bản thân là một người đầy cuốn hút, ngoại hình ưa nhìn, thông minh, duyên dáng, vân vân. Tuy nhiên, trong các mối quan hệ tình cảm, bạn luôn gặp thất bại. Có thể bạn luôn thu hút những người không thể cam kết với bạn vì họ đã ở trong một mối quan hệ khác, hoặc họ quá bận sự nghiệp nên không thể quan tâm và cam kết với bạn, hoặc họ luôn bỏ chạy hay né tránh mỗi khi bạn hỏi chúng ta là gì của nhau, hoặc là họ không sẵn sàng, hoặc không bao giờ đáp trả lại tình cảm với bạn. Hoặc lúc này họ ấm áp, thể hiện tình cảm nồng cháy, lúc sau lại lạnh lùng khó hiểu, xa cách, khiến bạn luôn bất an, không biết người ta có thực sự nghiêm túc với mình hay không. Và kỳ lạ hơn nữa, người ta càng lạnh lùng, xa cách hoặc lơ bạn đi, bạn lại càng bị cuốn hút bởi họ. Nhưng khi người ta đáp lại tình cảm với bạn, thực sự quan tâm thì bạn hết sạch cảm xúc. Hoặc khi có những người thực sự trân trọng, yêu thương bạn, đến bên bạn, bạn không đặt tình cảm vào họ, mà bạn chỉ thích những ai ngoài tầm với, xa xôi, khó gần, hay những người khiến bạn thấy lạnh lẽo, cô đơn, lâu lâu chỉ cho bạn một chút tình cảm, rồi lại thu về như một trò đuổi bắt. Cụm từ emotionally unavailable, không sẵn sàng về mặt cảm xúc, nhằm chỉ những người không sẵn sàng kết nối về mặt cảm xúc trong một mối quan hệ. Họ có thể hay lảng tránh khi những chủ đề sâu sắc về khía cạnh cảm xúc được đưa ra, tỏ ra xa cách, lúc thế này, lúc thế kia, và khó hiểu. Hay nói cách khác, những đối tượng không sẵn sàng về mặt cảm xúc là những người sợ sự thân mật, intimacy, trong một mối quan hệ. Có thể người này sẵn sàng hẹn hò hay lên giường với hàng loạt đối tượng, nhưng không thực sự cam kết sâu sắc hay có một mối quan hệ thực sự nghiêm túc, lâu dài nào. Hoặc đơn giản là những người này luôn thể hiện sự xa cách, dù ban đầu họ có vẻ tỏ ý rằng họ thích bạn. Hay thậm chí họ còn chẳng thèm thả thính, nhưng bạn vẫn dính và điên cuồng vì người ta. Nếu bạn phát hiện ra bạn liên tục rơi vào những mối quan hệ trời ơi đất hỡi như thế này, điều này chỉ có thể nói ra một sự thật, rằng bạn không thực sự yêu bản thân và chưa có kết nối thực sự đối với cảm xúc của mình. Sự cuốn hút, attraction, không hề diễn ra như cách mà ta mong muốn. Bạn có thể có một loạt các điều kiện, tiêu chuẩn trong một mối quan hệ, rằng người yêu của bạn là người ấm áp, tốt bụng, đầy yêu thương và trân trọng bạn. Tuy nhiên, một cách vô thức, bạn lại luôn bị cuốn hút, hấp dẫn bởi hội bad boys, bad girls, trai hư, gái hư, hoặc bị thu hút bởi những người có tính cách hoàn toàn trái ngược và không hề tốt cho bạn. Ví dụ, họ không đáng tin cậy, ích kỷ hay mỉa mai, xấu tính, vân vân. Và khi những người thực sự tốt cho bạn và tinh thần của bạn xuất hiện, thì bạn lại đẩy họ ra đi, cho rằng họ là người nhàm chán, không phù hợp, chả vì lý do gì cả. Vậy tại sao chúng ta không thể cam kết với một người thực sự tốt cho ta? Đấy là bởi, trong vô thức, điều mà ta tìm kiếm trong một mối quan hệ tình cảm không phải là một người tốt cho ta, mà là một người mang lại cho ta cảm giác quen thuộc. Phần lớn, chúng ta đều được học về tình yêu qua môi trường xung quanh và qua cách ta được nuôi dưỡng bởi cha mẹ hoặc bởi người chăm sóc ta lúc nhỏ. Nếu cha bạn là một người thích kiểm soát hay nổi nóng, giận dữ, thích chèn ép người khác, hoặc mẹ bạn là người lạnh lùng, xa cách hay quát tháo, coi thường người khác, thì khả năng cao bạn cũng sẽ tìm kiếm những đối tượng tương tự trong các mối quan hệ. Một câu chuyện về người bạn mình, một người luôn vướng phải các mối quan hệ tay ba, những người không thực sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, hoặc bạn ấy luôn bị thu hút bởi những người tỏ ra xa cách, lạnh lùng với bạn. Một nguyên nhân rất sâu của vô vàn vấn đề trong một mối quan hệ tình cảm đến từ việc bạn mất kết nối với trái tim, với cảm xúc của mình. Vì chính bản thân còn không thực sự lắng nghe, vỗ về, yêu thương những cảm xúc thực của bản thân, cũng như bạn không biết cách ngồi xuống và chấp nhận những mong muốn thực sự của chính bạn. Nên các mối quan hệ bên ngoài của bạn cũng phản ánh một câu chuyện tương tự, luôn gặp phải các đối tượng không thực sự yêu thương bạn, hoặc không lắng nghe những cảm xúc thực sự của bạn, hoặc không thể cho bạn những gì bạn muốn, bởi chính bạn cũng chưa thực sự yêu thương, chưa biết cách lắng nghe những cảm xúc
nhu cầu thực sự của chính mình. Vậy, bạn cần làm gì để giải phóng bản thân khỏi vòng lặp của những mối quan hệ độc hại, hay chí ít là ngừng thu hút những người không dành cho bạn? Giải phóng bản thân khỏi vòng lặp của những mối quan hệ độc hại. Để không còn thu hút hay bị thu hút bởi những người không dành cho bạn, những người không sẵn sàng về mặt tình cảm, không thể cho bạn những gì bạn thực sự khao khát, thì bước đầu tiên và quan trọng nhất là quay về với chính mình và cho bản thân những gì mình thực sự mong muốn. Một bài tập đơn giản để bạn biết được khao khát thực sự của chính mình là gì. 1. Ngồi xuống một mình trong im lặng, đặt tay lên trái tim và hỏi bản thân: con thân yêu, con thực sự mong muốn điều gì? Con thích điều gì ở đối phương? Điều những đối phương kia có thể cho con mà con chưa cho bản thân là gì? 2. Thả lỏng và viết ra tất cả những gì bên trong mà bạn khao khát, mà đứa trẻ bên trong bạn thật sự mong muốn. Ví dụ, nếu bạn bước vào các mối quan hệ tình cảm chỉ để nhận được sự chú ý, quan tâm từ đối phương, hoặc bạn đang thu hút vào cuộc sống những người không sẵn sàng về mặt cảm xúc, điều này cho thấy bên trong bạn đang thiếu sự quan tâm và cảm thấy không được lắng nghe về khía cạnh cảm xúc. Khi đã biết được nhu cầu, mong muốn thực sự của bản thân là gì rồi, thì kế tiếp hãy cho mình tất cả những gì bên trong mình khao khát để cảm thấy được yêu thương. Nếu bạn khao khát được lắng nghe về cảm xúc, hãy đặt tay lên tim và hỏi bản thân: con thân yêu, con hiện tại đang cảm thấy thế nào? Ta đang ở đây, sẵn sàng lắng nghe con, hãy chia sẻ với ta nhé. Và xả ra giấy mọi cảm xúc bên trong đang tồn đọng, tích tụ trong bạn. Tập làm người cha, người mẹ, người tình nhân mà bạn khao khát bấy lâu, và cho mình mọi tình yêu mà bạn luôn thấy thiếu. Hoặc ví dụ như mình ngày trước, mình từng đổ đứ đừ một người chỉ vì họ rất biết cách tận hưởng cuộc sống, luôn biết cách tận hưởng cuộc đời, khám phá nhiều điều thú vị, và có họ ở bên cạnh thì rất vui. Và chính mình đã học hỏi điều này từ đối phương, tự trở thành người mang lại niềm vui cho chính mình, đưa bản thân đi khám phá, trải nghiệm mọi sắc màu cuộc sống và trở thành người yêu của chính mình luôn. Hay khi mình khao khát được ôm ấp, vỗ về, được đối phương chia sẻ những hành động yêu thương, quan tâm, thì mình tự hôn lên tay mình, ôm lấy mình, vỗ về mình mỗi khi bản thân buồn, thay vì chờ phải có người yêu thì những nhu cầu đấy mới được chu cấp đầy đủ. Và mình nhận ra, nếu mình muốn được đối xử với sự tôn trọng, tình yêu thương, sự chân thành từ bất cứ ai, thì trước hết mình phải đối xử với bản thân với những tiêu chuẩn đấy đã. Cho bản thân tất cả những gì mình cần, cung cấp cho chính mình những gì mình muốn, tự lên lịch hẹn hò với bản thân, lắng nghe mọi nhu cầu thực sự của mình, thay vì chèn ép nó. Việc học cách lắng nghe bản thân từ mọi khía cạnh, cảm xúc, nhu cầu, mong muốn và đối xử với bản thân với sự tôn trọng, tin tưởng là chìa khóa để chúng ta thu hút vào cuộc sống một mối quan hệ thực sự phản ánh những niềm tin từ sâu bên trong ta. Và để khi bước vào một mối quan hệ mới, ta có thể sẵn sàng bộc lộ những niềm tin, sự thật, mong muốn, yêu cầu của chính mình, thay vì sợ hãi bị đối phương phán xét và tự ép mình ở lại trong một mối quan hệ không thực sự hạnh phúc chỉ vì bố víu chút tình cảm, sự quan tâm từ đối phương. Như thể khi ta còn là một đứa bé, không được ai lắng nghe và những nhu cầu của bản thân luôn bị bỏ bê hoặc dựa dẫm quá nhiều vào những yếu tố bên ngoài. Thế giới bên ngoài là tấm gương phản chiếu của thế giới bên trong, và các mối quan hệ gần gũi là tấm gương phản ánh rõ nhất mối quan hệ của bạn với chính bản thân bạn. Hãy thử quan sát lại các mối quan hệ xung quanh. Người ta đang đối xử với bạn ra sao? Bạn cảm thấy như thế nào trong các mối quan hệ này? Điều này đang phản ánh lại cho bạn chính mối quan hệ của bạn với bản thân. Nếu bạn luôn chạy theo những người hay lạnh lùng, xa cách bạn, luôn cảm thấy bị bỏ rơi trong mối quan hệ, thì điều này phản ánh một sự thật, chính bạn đang bỏ bê cảm xúc của chính mình. Nếu bạn thấy không thể sống thiếu người ta, không có họ thì cuộc sống của bạn không còn niềm vui, điều đó thể hiện cuộc sống của bạn đang quá nhàm chán và bạn đang chưa biết cách tạo dựng niềm vui cho mình, tự tận hưởng cuộc sống độc thân, thì bạn hãy tập dần việc tự vững trên hai chân, tự bước ra thế giới bên ngoài và trở thành người tình, đưa chính mình đi chơi, đi hẹn hò. Xây dựng một mối quan hệ vững chắc với bản thân, trở thành người cha, người mẹ, người tình của chính mình, cho bản thân tất cả tình yêu và đáp ứng mọi nhu cầu của chính mình là nền tảng cho một cuộc sống tinh thần khỏe mạnh.
Và chỉ khi bạn thực sự vững vàng từ bên trong tâm lý và đối xử với mình như cách mình khao khát được đối xử, thì khi đấy bạn mới gặp được chân ái của đời mình. Trước hết, chân ái đó là chính bạn. Sau đó, năng lượng của bạn sẽ tự động thu hút vào cuộc sống của một mối quan hệ phản ánh đúng như cái cách bạn đang đối xử với bản thân. Còn những mối quan hệ không xứng tầm, không khiến bạn cảm thấy được yêu thương, được vui vẻ, thực sự trọn vẹn, sẽ tự động rời đi khỏi cuộc sống của bạn khi bạn đã nhận thức được giá trị của bản thân và trở thành một người trưởng thành thực thụ. Chúc bạn bình yên trong giây phút này. Quỳnh Anh, Mystic Cat Lady. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.